Rồi em xin chào quý anh chị cô bác nha. Thì hôm nay tiếp tục là em sẽ lên sóng cho anh chị mình xem hôm nay cái đề quản trị cho anh chị mấy hôm nay nó cũng trúng quá trời nha. Trúng không giải cũng phải là lớn, nhưng mà em mát lồn, lúc nãy mát lồn bên cái mi hiên này. Đó rồi không có quay nha anh chị. Thôi giờ em quay hôm nay quản trị cũng xuống được nhiều nè. Rồi số 4 tóm đầu tiên nha. 59 nè, 63 nè, 72 nè, 32 nè, 35 nè, 94 nè, 85 nè, 27 nè, 67 nè, 44, 74 nè, 92 nè, 81 nè, 90 nè, 26 nè, 17 nè, 08 nè. Ba chín, 20 nè, 11 nè, 02 nè, 14 nè, 23 nè, 05, 41, 56, 60, 79, 88, 97. Số đẹp nè, mua số này 789 nè, 1 nè, 44, 789, 44 là hơn nè. Đó, 48 nó cũng được nè, 48 nè, 789, 48 nè. Đó. Đó rồi. Đây là phụ nè, là phụ Quang Bình. Qua đó rồi. À, Quang Trị, Quang, là phụ Quang Bình đây. Quang Bình 22 sách, 40 tờ, 74 và 92. Hôm nay lấy số ra của Lý nè. Bụng bầu, bụng tóm nè, không tóm nè. Số đẹp á, số đẹp của Lý á. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều nha. Đã xem video clip quay giá số của em nha anh chị. Đó. Anh chị mua giá số thì điện cho em 0968634712. Đó. Đó. Anh chị ở khu vực huyện Sơn Thịnh thì anh chị đi ngon qua chỗ đầu 12 thôn Bình xã Thanh Đông, huyện Sơn Thịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đó, cho anh chị sẽ mua tờ giấy số. Đó, để cầu lọc bầu tài nha quý vị, anh chị. Đó. Rồi, cảm ơn quý vị, anh chị rất là nhiều nha. Đó, có gì Zalo kết bạn với em. Anh chị có gì không lấy số được trước 5:20 thì em sẽ chụp hình gửi cho anh chị và sẽ giữ số về cho anh chị. Để chúng ta chiều trúng chúng ta tới lấy nhận nha. Rồi xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau nha. Cảm ơn quý vị đã xem video của em nha.